Rồi, em mời chị gái lên bàn hát bài Mai Chị Sai Em nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa mới quen biết nhau qua thời gian qua ngăn, nhưng chị đã xem em như đứa em gái tình thâm mà chị yêu quý. Hai chị em hay quá, lâu rồi không ha.